Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà đẹp ATZ và tiếp tục cuộc hành trình đến với mẫu nhà mới do đội ngũ ATZ thiết kế cho gia đình anh chị Tuyên Hiền có địa chỉ tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sở hữu lô đất có phía sau thấp hơn so với phía trước. Nếu tính chi phí san lấp mặt bằng cũng khá tốn kém mà chân móng nhà cũng không được vững chãi. Phía sau vườn sẽ khá thấp hơn so với nền nhà. Chính vì vậy, anh chị đã tìm đến nhà đẹp ATZ để tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Sau khi nắm bắt được thông tin của gia đình cung cấp, ATZ đã khảo sát thực tế lô đất và đưa ra phương án thiết kế mẫu nhà mái Nhật 2 tầng có tầng bán hầm rất độc đáo và tiện nghi. Theo cách đó, công trình được thiết kế có lối đi xuống bên hông nhà, tạo thành mẫu nhà 3 tầng. Giải pháp này giúp cho ngôi nhà đạt được công năng sử dụng mong muốn, vừa tiết kiệm được kinh phí san lấp. Đây là một giải pháp thông minh đem đến sự hài lòng cho gia chủ. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến mọi người để chúng ta cùng tham khảo nét đẹp của mẫu nhà này nhé! Và trước khi đi vào chi tiết công năng bên trong của ngôi nhà, thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút để cùng ngắm lại toàn bộ không gian ngoại thất của công trình này. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh của chúng tôi, thì hãy nhấn đăng ký kênh Nhà Đẹp ATZ và đặt chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Ngôi nhà có kích thước mặt tiền là 8,3m, chiều sâu là 15,55m. Công trình được thiết kế với 2 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, với công năng bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 kho dụng cụ, 1 phòng học, 1 phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ và 3 khu vệ sinh chung. Nhìn vào thiết kế ngoại thất có thể thấy, thiết kế mái Nhật đã tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ cho căn nhà với những chi tiết trang trí vô cùng bắt mắt. Căn nhà khỏe khoắn với thiết kế hệ cột cân đối, hệ thống cột vuông càng làm tăng thêm sự vững chãi và vẻ đẹp tinh tế. Toàn bộ hệ cửa được sử dụng là hệ cửa gỗ và cửa gỗ kính mang đến sự thông thoáng, đồng thời giúp ngôi nhà lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian sống. Thay vì sử dụng bậc 3 cấp hoặc bậc 5 cấp thường dùng thì ngôi nhà này đã tăng số bậc lên, giúp tôn chiều cao của công trình, đồng thời tạo ra sự cân xứng cho phần mái, phần thân và nền nhà. Khi thiết kế bậc tam cấp, chúng tôi đã tính toán cao độ rất kỹ để nâng cốt nền tầng 1 lên 9 bậc để xe 7 chỗ của gia đình có thể đi qua cửa mà không bị va quệt vào nóc cửa của tầng bán hầm, thuận tiện cho giao thông đi lại. Từ bên ngoài đi vào, không gian đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó chính là tầng bán hầm. Bên ngoài được sử dụng là hệ cửa cuốn, rất thuận tiện trong việc di chuyển xe ra vào. Bên tay phải, đi qua đường dốc là một gara ô tô, hoặc có thể dùng làm khu bếp ngoài. Đặt bếp ga công nghiệp sử dụng khi gia đình có việc cần dùng đến, có diện tích là 23,8m². Bên tay trái là một kho chứa đồ. Bên trong là phòng bếp kết hợp phòng ăn, có diện tích 28,5m². Di chuyển lên khu vực tầng 1, từ tiền sảnh đi vào bên tay trái là phòng khách có diện tích 23,5m², là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà. Để tạo nên sự thoải mái cho không gian này, diện tích phòng cần sự thoáng đãng, đủ rộng để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung cho các thành viên trong gia đình hoặc có nhiều khách, bạn bè đến chơi nhà. Tại tầng 1 được bố trí thêm một phòng ăn có diện tích là 12,5m². Nhìn vào công năng, chúng ta có thể thắc mắc tại sao gia chủ lại muốn thiết kế tới hai khu ăn uống đúng không ạ? Vâng, được biết trong gia đình có người lớn tuổi nên gia chủ muốn thiết kế một phòng ăn ở ngay tầng 1 để cụ không phải di chuyển, đi lại nhiều, để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Còn phòng ăn ở tầng hầm, gia đình có thể sử dụng làm khu ăn uống khi gia đình có việc đông người. Và ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn là một hệ vách lam gỗ, vừa thay thế được những bức tường nặng nề, vừa tạo không gian thoáng đãng, vừa có nơi để trưng bày, trang trí đồ dùng, lại phô diễn được những vật dụng đẹp mắt và tiện nghi của phòng ăn. Nhìn sang bên phải là phòng thờ có diện tích 8,5m². Ban thờ cần đặt ở nơi tĩnh, tránh vị trí ồn ào, qua lại nhiều để đảm bảo sự tôn nghiêm và yên tĩnh,
Chính vì vậy, được chúng tôi bố trí bên tay phải của ngôi nhà, vì bên tay trái, cạnh nhà là một khu xưởng gây ồn ào. Không gian riêng tư của tầng 1 là hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 11,5m² và 12,9m², được xây theo chiều dọc bên tay phải của ngôi nhà. Phía bên này tiếp giáp với nhà dân, không mở được cửa sổ, đầu giường tọa vào hướng tĩnh, nhìn vào hướng động rất tốt cho gia chủ. Mỗi phòng ngủ được bố trí nội thất phù hợp với từng thành viên trong gia đình. Phía cuối của tầng 1 được bố trí một khu vệ sinh chung. Di chuyển lên khu vực cầu thang là tầng 2. Không gian đầu tiên mà chúng ta bắt gặp chính là phòng sinh hoạt chung có diện tích 12,6m². Khác biệt với phòng khách ở dưới tầng 1, thông thường thiết kế phòng sinh hoạt chung đẹp, bố trí nằm ở cạnh cầu thang ở tầng 2, phòng sinh hoạt chung sẽ mang lại sự ấm áp và cảm giác gần gũi cho các thành viên. Có nhiều người sẽ cho rằng thiết kế căn phòng như vậy là không cần thiết. Tuy nhiên, có thể họ đã quên mất rằng nhịp sống hiện đại đôi khi cuốn con người ta vào guồng quay của công việc, học tập nhiều tới mức thời gian dành cho gia đình, dành cho những người thân yêu cũng trở nên hạn chế. Chính vì vậy, phòng sinh hoạt chung là một phòng vô cùng quan trọng và cần thiết. Không gian tiếp theo là phòng học có diện tích 10,5m². Hiện nay có rất nhiều ý tưởng thiết kế phòng học đẹp tại nhà. Tuy nhiên, chúng ta cần thiết kế phòng học tại nhà cũng cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản. Không giống với các thiết kế phòng học tại trường, tiêu chuẩn thiết kế của phòng học tại nhà không bị gò bó quá nhiều về các quy tắc bài trí, mật độ bàn ghế. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả học tập tốt và không ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ, việc thiết kế phòng học tại nhà hiệu quả nhất cần đảm bảo tiêu chuẩn đủ ánh sáng, bao gồm ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Để giảm thiểu tỷ lệ trẻ mắc bệnh cận thị, đặc biệt là vị trí ngồi, cần đảm bảo hướng ánh sáng phù hợp, tránh các hướng phản sáng hoặc chói sáng. Tầng 2 được bố trí 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,4m² và 11,5m². Khi thiết kế, chúng tôi luôn cố gắng cân nhắc làm sao cho tất cả các phòng đều thông thoáng, có khoảng ánh sáng tự nhiên, tạo sự thoải mái, thư thái nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình. Phía sau có một khu giặt phơi có diện tích là 9,7m² và khu vệ sinh chung được bố trí về phía cuối nhà, tạo sự thuận tiện và kín đáo. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu thêm một mẫu nhà mái Nhật có tầng bán hầm. Nếu các bạn có thân đất tương tự như trên hoặc có ý tưởng muốn xây dựng cho ngôi nhà riêng của mình thì hãy liên hệ cho chúng tôi theo số hotline 0985 898 188 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Với đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết, chúng tôi sẽ giúp các gia đình thực hiện được ngôi nhà đẹp, khoa học lại hợp phong thủy, vừa đẹp về kiến trúc bên ngoài lại sang trọng về nội thất bên trong. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.